Và chúng ta nhìn vào trong á, chúng ta sẽ thấy á, ngay chỗ này nó sẽ có một cái tảng đá rất là to. Thì đó là gì? Để đây là di sản thế giới á, Lộc Uyển Thiền Tự. Đây là cái chứng nhận mà của UNESCO ha, là công nhận á, là vào năm 1994 là di sản do UNESCO công nhận ha. Và ngay chỗ này á là bên tay trái có bảng màu trắng trắng á, họ để cái gì? Đó là để là ngũ giới cấm. À, có nghĩa là năm điều cấm kỵ trong nhà Phật, ví dụ không sát sanh, không tài dâm, không uống rượu, không trộm cắp, không nói láo ha. Dạ. Thì bước qua khỏi dưới đây thì trên ngay chỗ này mình sẽ nhìn cái bé. Cái gì ha? Rồi, ở đây nó có hai cây cổ thụ, đó chính là cái cây bách đó quý vị ha, cây bách mà 800 năm đó. À, rất là to. Rồi xong mình nhận cái bé đây rồi mình đi vào trong đây thì mình sẽ thấy là cái tòa mà coi như là có 3 tầng. Đây là cái kim cát tự đây ha, và bằng vàng cũng vậy á, và coi như là họ dát vàng lên đó. Và chúng ta chụp hình á là đẹp nhất là cái chỗ này nè, nhưng mà chia từng nhóm nhỏ ra. Sau đó đây là nhà của tướng quân nè, đây là trại sỏi trắng đó quý vị ha, phía sau này là cây tùng 600 năm. Rồi từ đây nè mình mới dòng ở đây cho thể chụp hình được. Mình đi qua bên đây tới đây chỗ là cái con cá mà nó quá thành đồng á, cái lông tiền thác này ha, đi thẳng lên dưới đây thì có cái trà thất của tướng quân. Rồi dòng đi chỗ này nè, có cầu thang này để mình bước xuống để mình đi ra ngoài, để mình đánh ra ngoài. Rồi xin mời quý vị. Đây quý vị thấy sau cái sự giới thiệu của anh Quang về cái tổng quan của cái nơi này để chúng ta biết được, thì mình sẽ đi vào cái khu vực xoát vé và đi vào bên trong. Mời quý vị cùng với Thịnh Nguyễn mình đi vào bên trong để mình ngắm nhìn cái ngôi chùa Gác Vàng, hay người Việt mình còn gọi cái chữ đó là Kim Cát Tự, một trong những điểm đến không thể thiếu của cuộc hành trình của quý vị khi đặt chân đến Kyoto, đất nước Nhật Bản. Và bây giờ mời quý vị mình qua cổng, mình sẽ rẽ trái để mình đến được cái vị trí chụp hình cũng như ngắm nhìn được cái tòa Gác Vàng, cái điểm chính trong cái cuộc hành trình đến với cái Kim Cát Tự này. Thì quý vị thấy với một cái vườn những cây bonsai rất đẹp, kèm theo đó là cái ngôi chùa Gác Vàng tỏa cái bóng của mình xuống dưới cái ao gương này, tạo nên một cái không gian cảnh rất tuyệt vời. Thì ngôi chùa này có 3 tầng, quý vị nhìn thấy. Thì 2 tầng trên được xây dựng và dát bằng vàng lá ở phía ngoài, tạo nên một màu ánh vàng rất đẹp và tuyệt vời như thế này. Ngôi chùa này được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ thứ 14. Sau đó thì nó đã bị thiêu rụi một lần. Rồi đến thập niên 50 của thế kỷ trước, một lần nữa lại bị một vị sư nhỏ đốt cháy đi, rồi được xây dựng lại sau 5 năm. Thì với việc đốt cháy cái ngôi chùa này, cái Gác Vàng này, thì quý vị cũng sẽ thấy nó đã làm được. Và có một cái tiểu thuyết đã được dịch ra nhiều thứ tiếng thì nói lại cái câu chuyện này. Sau đó cái ngôi chùa được xây dựng, trùng tu và đến năm 2003 thì được mở cửa để đón các du khách. Quý vị thấy cái lá phong chuyển màu bên cạnh cái ngôi chùa rất đẹp. Ở mỗi một góc cạnh thì khi mình nhìn thấy cái hình ảnh của cái chùa Gác Vàng thì nó sẽ có những cái cảm giác cũng như cảm xúc khác nhau. Nguyễn quay ở một vài góc cạnh để quý vị có thể cùng với Thịnh chiêm ngưỡng được một điểm đến không thể thiếu của du khách khi đến với Kyoto. Và theo lời giới thiệu thì Thịnh biết được ở đây còn có một cái ngôi chùa gọi là chùa Gác Bạc, tức là toàn bộ xung quanh cũng được Gác Bạc rất là nổi tiếng. Hy vọng có dịp đến đó thì mình sẽ chia sẻ cho quý vị để mình nhìn thấy được những cảnh quan và cách làm du lịch của đất nước bạn. Bây giờ mời quý vị qua đây ngắm nhìn vài cái hình ảnh phía bên trong cũng như một vài cái không gian ở những cái điều kiện thời tiết khác nhau của cái tòa lầu 3 tầng này. Đây quý vị thấy du khách đang đứng ngắm nhìn một vài hình ảnh. Thì cái gian dưới ở trong đó người ta thờ cúng như thế này, nhưng mà quanh năm thì nó sẽ đóng cửa, chỉ có những cái ngày vào dịp cúng lễ lớn thì mới được mở cửa ra. Đây, quý vị thấy bữa nay hơi bị chói nắng nên cái hình ảnh nó cũng hơi bị
đó là những cái một vài hình ảnh ở bên trong để cho mình hiểu thêm được cái công trình kiến trúc này rất độc đáo. Thì toàn bộ không gian ở đây nó sẽ gồm 3 phần quý vị nha. Phần thứ nhất là ngôi dinh thự, ngôi nhà của một vị tướng. Thứ hai là cái điểm mà rất nhiều du khách sẽ tìm hiểu và khi đặt chân đến đất nước Nhật Bản hoặc là Kyoto sẽ phải đến tham quan, đó là cái tòa nhà 3 tầng này. Và một điểm thứ ba nhiều du khách cũng sẽ đặt chân đến, nó cũng nằm bên cạnh của cái tòa lầu 3 tầng này, đó là cái trà thất để nói về cái nghệ thuật uống trà của người Nhật Bản. Quý vị thấy rất đông những du khách đã đến đây, dường như là mình phải tranh thủ mới có thể được những không gian tốt để chụp ảnh. Và đây giờ bắt đầu mình bước qua cái không gian thứ ba, là một ngôi trà thất. Thì khi mà được thành đạt, mỗi con người muốn quay về với những cái điều đầu tiên của mình, cái thời còn cực khổ với những cái cơ hàng, những vị tướng nào xây dựng nên một vài cái ngôi nhà gọi là nhà tranh vất đất, và có một cái không gian để nhìn ra được những cái vườn cây và những cái ao hồ để giúp cho họ đến đây họ thư giãn. Con đường đến những cái trà thất này thì nó cũng không xa, nhưng được thiết kế đường đi nó ngoằn ngoèo, và đặc biệt là có những cái sự trông trên của những cái phiến đá, nên là cái cũng như thể hiện cái sự gian khổ gian truân trong cái cuộc đời của mình. Và bây giờ mời quý vị cùng tận ngắm nhìn cái ngôi trà thất, nó rất là đơn giản quý vị. Nhiều du khách cũng đang đến đây chụp ảnh. Vì thấy có một cái nét giống một vài cái ngôi nhà tranh ở Việt Nam, nhưng mà được làm thiết kế rất là tỉ mỉ. Sau không gian trà thất này thì bắt đầu mình sẽ đến với cái phần cái đường ra tạm thời chia tay với lại cái khu vực của cái Kim Cắc Tự. Quý vị sẽ đến với một cái nơi thờ tự và cái điểm mà các du khách dừng lại để cúng vái cũng như thắp hương. Đây, tham quan trà thất xong rồi, nếu mình có cái nhu cầu thưởng thức một bát trà theo cái phong cách của người Nhật thì mình đi vào cái con đường này. Một bát trà ở đây thì giá là 500 yên, kèm theo cái bánh ngọt, một số cái trang trí của những cái phòng trà ở đây để uống rất là đơn giản. Và sau đó mình đi ra ngoài để mình đến cái khu vực mình mua sắm một vài cái quà lưu niệm cho cái việc đến thăm cái Kim Cắc Tự, ngôi chùa gác vàng nổi tiếng tại Kyoto đây. Cầu nguyện là phải lắc cái dây này gõ vào cái chén, nhưng mà cái chuông ở trên cho nó kêu, chắp tay lại rồi bỏ những cái đồng tiền yên Nhật vào trong cái thùng này. Có dịp mình sẽ chia sẻ cho quý vị những cái clip để nghe giới thiệu về ý nghĩa của một vài cái đồng tiền yên, tiền giấy và tiền đồng của Yên Nhật như thế nào, để mình hiểu thêm cái nét văn hóa của người Nhật. Xin cảm ơn quý vị khi đã cùng với Thịnh Nguyễn dạo quanh một vòng ở ngôi chùa Gác Vàng hay còn gọi là Kim Cắc Tự. Chúc quý vị có những cái cuộc hành trình, những cái chuyến đi đến với đất nước Nhật Bản thật là vui và có nhiều kỷ niệm đẹp.
Bây giờ mời quý vị nhìn qua một vài hình ảnh nữa trên con đường đi ra cùng với Thành Nguyễn. Xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị mình trong những clip tiếp theo. Còn đây là những cái thùng nếu mình xin xăm á, nhét tiền vào bấm thì tự chạy ra. Xin xăm cũng điện tử công nghệ đúng không quý vị?